đẹp ha. Hôm trước mình có giới thiệu dòng xe tải, các dòng xe tải của Hyundai. Tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu dòng xe tải Dắt, một trong những 10 thương hiệu xe tải hot nhất Việt Nam. Đây là chiếc Dắt trường lái do nhà máy Dắt sản xuất. Xe này dùng để tập lái ha. Đây là đèn của chiếc xe Dắt tập lái, gồm cụm đèn, có cả đèn xenon, mặt ga lăng được mạ chrome sáng bọc. Phần đầu xe thiết kế ấn tượng với logo Dắt nằm chính giữa. Phía hậu này thiết kế to bản giúp dễ quan sát phía sau xe, có cả kính mo để quan sát phía trước đầu xe. Chúng ta sẽ nhìn tổng quan lại chiếc xe Dắt tập lái do nhà máy Dắt sản xuất. Vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ thiết kế với công nghệ nét thành nghe trung tâm và hiển thị các thông tin. Xe này được trang bị máy lạnh, mồi thuốc cho tài xế, hệ thống thông tin giải trí. Đây là cái thắng phụ được sản xuất trong nhà máy luôn nha. Cabin thiết kế rộng rãi với 3 người ngồi. Tắp lô được làm bằng nhựa cao cấp. Xe này được trang bị hộp số 5 cấp, 5 tiếng, 1 lùi. Trái tim của thằng Dắt tập lái, động cơ quang chai Euro 4, phun dầu điện tử 2.8 lít, có trang bị turbo tăng áp cho công suất là 80 mã lực tại 3.200 vòng. Thùng xe đóng rất là sắc sảo nha. Kích thước thùng này dài khoảng 3,5 m, cho tải trọng là 3,5 tấn cho những người học bằng C. Tổng tải của chiếc này là 6 tấn. Phía bên trong thùng là hai hàng ghế dài được lót nệm, bên trong là con kẽm. Ghế này có thể ngồi được 10 người, hai bên là 20 người. Sàn sắt phẳng. Bửng xe được trang bị có địch bệ bước lên dễ dàng. Thì có trang bị đèn bên hông luôn, tích hợp đèn xi nhan và đèn đờ mi. Logo Dắt. Xe này được công ty hỗ trợ dây 80%. Mọi chi tiết xin liên hệ 0943 7938105, gặp Minh xe tải.